Ngày 6 tháng 9, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo báo cáo nhanh của các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, số trường hợp viêm kết mạc hay còn gọi đau mắt đỏ là 71.740 ca. Trong đó, đáng lưu ý số ca mắc trong những ngày gần đây có xu hướng tăng so với những tháng đầu năm. Tại bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh vào sáng 6 tháng 9, trao đổi với báo Người Lao Động, chị Nguyễn Thị Nga, 41 tuổi, ngụ quận 12 cho biết, chị phải xin nghỉ làm để đến bệnh viện khám sớm. Theo chị Nga, chỉ sau một đêm ngủ dậy, mắt chị đột nhiên khó chịu, đau nên đến bệnh viện thăm khám. Đáng chú ý, trước đó chị nhận được thông tin trường học nơi chị giảng dạy có một số học sinh cũng bị đau mắt đỏ phải nghỉ học. Sáng mai ngủ dậy cái là thấy mắt một bên mắt nó bị đỏ, thế đến chiều nó lây sang cả hai mắt là đỏ luôn. Ngày sáng nay đi khám, mình là giáo viên hôm qua đi dạy thì thấy học sinh bị rất là nhiều, thì cho nên là mới nghe được cái thông tin là mình đang có bùng cái dịch đau mắt đỏ. Tại vì hôm qua là khai giảng thì các bé tới trường ấy, thì giáo viên phát hiện ra thì cho các bé nghỉ. Cùng với triệu chứng trên, chị Trương Cẩm Thúy, 47 tuổi, ngụ quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đó vài ngày chồng chị cũng được bác sĩ chẩn đoán đau mắt đỏ. Dù đã có những biện pháp phòng ngừa theo khuyến cáo của các bác sĩ, nhưng chị vẫn bị lây bệnh từ chồng. Tôi hôm qua thì thấy là nó ngứa, nó sốn buổi chiều. Rồi đêm ngủ thì nó khó chịu, nó nhức. Hôm nay nó đỏ mắt nên bây giờ đi khám, cũng sợ lây cho gia đình nên là tôi phải cách ly, hạn chế tiếp xúc với mọi người. Chồng tôi đi khám bây giờ là nhỏ thuốc bác sĩ cho, bây giờ đã đỡ rồi. Theo các bác sĩ, mỗi ngày tại bệnh viện mắt Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận khoảng 3.200 trường hợp đến khám, trong đó có khoảng 60 đến 70 ca bệnh đau mắt đỏ. Các bác sĩ cho biết, bệnh đau mắt đỏ do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó 70 đến 75% trường hợp nguyên nhân do adenovirus. Những trường hợp còn lại có thể do Coxsackie hay enterovirus, nhưng chủ yếu vẫn là adeno, vi khuẩn vừa gây viêm hô hấp vừa gây đau mắt. Các bác sĩ lưu ý, đau mắt đỏ có thể gây nhầm lẫn với các bệnh như tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào. Đây là những bệnh lý nguy hiểm, cần được chẩn đoán, điều trị sớm. Do đó, khi có các biểu hiện đau mắt, người bệnh nên đến chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời. Đặc biệt, không tự ý mua thuốc nhỏ mắt. Nếu không dùng đúng cách, sẽ gây bệnh trầm trọng hơn, thậm chí loét giác mạc, ảnh hưởng thị lực. Thì thường cái adenovirus này là một cái bệnh lý nó tự giới hạn. Và thứ hai là mà hiện tại mình chưa có cái thuốc điều trị đặc hiệu để mình điều trị cái adenovirus này. Cho nên điều trị phần lớn các trường hợp vẫn là theo dõi và sử dụng kháng sinh để phòng ngừa bội nhiễm vi khuẩn. Thì vì đôi khi là các em, các cháu nó chơi ngoài đường là tay chân nó dơ, nó bẩn thì nó dụi lên mắt là có thể bội nhiễm thêm những cái con vi khuẩn khác. Thế nên mình chỉ sử dụng là nước mắt nhân tạo cho dễ chịu và cái kháng sinh để mà phòng ngừa cái bội nhiễm thôi. Và để cho bệnh như tôi nói là đã tự thoái lui mà sau 7 đến 10 ngày. Và những trường hợp nếu mà nặng hơn có thể là 1 đến 2 tuần thì bệnh nó sẽ từ từ nó sẽ thuyên giảm. Đó, chứ còn là hiện tại điều trị đặc hiệu thì là không có. Tuy nhiên là nếu như mà mình cũng nên đến bệnh viện để mình khám, để mình chẩn đoán phân biệt để một cái đau mắt đỏ đó là do viêm kết mạc cấp hay là do những cái nguyên nhân khác. Ví dụ như là tăng nhãn áp nó cũng gây đỏ mắt nhức mắt, hoặc là viêm màng bồ đào nó cũng gây đỏ mắt nhức mắt, thì những cái bệnh đó nó sẽ nguy hiểm cho mắt hơn. Để chẩn đoán phân biệt. Cái thứ hai là để mình coi rằng là nó có lan sang giác mạc chưa, là nó có thể nặng hơn. Cái lần ở kết mạc mi thôi thì thường không ảnh hưởng, nhưng mà nếu nó qua giác mạc có thể ảnh hưởng là bệnh nhân nhìn mờ thì sẽ được bác sĩ theo dõi kỹ hơn. Các bác sĩ khuyến cáo, biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất để phòng chống lây lan bệnh đau mắt đỏ là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang. Vệ sinh mắt mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường để sát trùng các đồ vật, vật dụng của người bệnh. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi mắc bệnh đau mắt đỏ. Bên cạnh đó, người mắc bệnh, người nghi bị bệnh đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác. Người có các dấu hiệu đau mắt đỏ cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời. Đối với đứa trẻ, nếu như mà mình khai thác và bệnh sử mà mình thấy là bé có cái biểu hiện là giống adenovirus, chẳng hạn bé có mệt mỏi, có đau họng, có kèm hạch trước tai và cái đỏ mắt là giống như là ghèn trích mắt như vậy, mỗi sáng ngủ dậy nó biết mắt, bé không mở mắt ra được, thì những cái trường hợp đó nó có thể nó lây trong cái môi trường trường học. Thì cái đó là mình nên cho bé ở nhà trong vòng khoảng 5 đến 7 ngày đó, để mà mình ngăn ngừa cái lây lan trong trường. Cho nên rằng là cái phòng ngừa là rửa tay.
đặc biệt là sau khi mà đụng những cái bệnh nhân hoặc là bệnh nhi hoặc là mẹ mà chăm sóc bé mà đụng tới mắt bé xong là phải đi rửa tay xà bông ngay. Rồi trong gia đình, ví dụ như nếu mà bé có cái người bệnh thì cũng không nhất thiết giống như COVID là mình phải cách ly ở riêng phòng vân vân, tức là chỉ cần là không dùng chung khăn mặt, khăn tắm, gối, màn, mùng mền. Tức là chỉ cần bé nằm chung mà nó lăn qua gối mẹ cái, mẹ nằm cái là mẹ cũng có thể lây mà. Trước tình hình số trường hợp đau mắt đỏ có dấu hiệu tăng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford thực hiện nghiên cứu để tìm và xác định chính xác tác nhân gây bệnh đau mắt đỏ. Đồng thời, Sở Y tế đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ động tăng cường phát hiện, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh cách phát hiện và phòng bệnh đau mắt đỏ.